cha em từng dạy em là không mong em lấy được tấm chồng giàu sang, chỉ ao ước là em tìm được bến đỗ ngọt lành yêu thương. Là anh đây, anh là cái bến đỗ ngọt lành yêu thương của em đây. Anh không dám hứa gì nhiều, nhưng anh chắc chắn một điều rằng anh sẽ cho em hạnh phúc. Và anh cũng tin được là khi ở bên cạnh em, anh sẽ hạnh phúc và thấy cuộc sống này nó dễ chịu hơn. Em không biết là cha má của anh á có đồng ý không nữa. Em chỉ sợ cha má anh nghĩ em là tới với anh là bởi vì tiền tài vật chất. Sợ nhiều khi có em rồi anh còn nặng nề hơn. Không có đâu. Em biết má anh rồi, má anh quý mến em lắm. Anh muốn em đến nhà anh để hiểu thêm một chuyện thôi. Anh nói đi. Thì em tới nhà anh đi, rồi em thấy anh mới kể cho em nghe được. Mấy người chỉ có cái là cái tội nghèo thôi. Bây giờ hả, có tiền bạc rủng đỉnh chăm sóc, chắc chắn sẽ thay đổi mà. Không được đâu. Đổi đời bằng cách đó, tôi chết còn hơn. Cũng chính vì sĩ diện mà tôi lỡ hẹn với một người rồi. Cái gì? Thì ra trong tim của anh có hình bóng con nào rồi hả? Bởi vậy anh mới từ chối tôi hoài. Bạn hai ơi, mở nói nhỏ tiếng thôi, nhà này mà có ai nghe là chết con với mở đó bạn hai. Tôi không sợ. Mắc gì anh phải sợ hả? Mợ không sợ nhưng mà con sợ. Mợ đừng nói nữa. Thôi, mợ về buồn nghỉ ngơi đi, rồi từ từ bình tâm suy nghĩ lại. Nếu lỡ cậu và mợ có cái chi thì mợ tìm một người khác môn đăng hộ đối để không bị bẻ bàn nha mợ. Tôi không thích. Tôi thương mỗi mình anh à. Mợ hay à? Mợ hay. Thôi nghe chưa, thằng Sáu Lúa nó có canh thì nó cũng không có đòi hỏi cái chi hết. Mấy người định tạo áp lực với tôi đó. Áp lực cái chi đâu, chẳng qua là hai cố muốn. Dạ, dạ bẩm ông, mới đi chơi về. Này cố. Dạ. Mày mần cái chi ở đây? Mày đâu? Dạ, tụi nó ở ngoài cổng. Để con ra, kêu tụi nó vô cho ông. Mày ở yên đó. Mày dạ, dứt con. Tụi bắn mày nát đâu. Bà, lên phòng thờ. Mày không mở lời, mày giải quan cho tao. Mày cất ngã làm chi để bây giờ người ta đổ cho tao, thấy chưa? Bà im đi. Trước mặt bàn thờ tổ tiên, bà đừng có giả bộ, giả điên giả khùng. Người sống mà chưa qua mặt được thì bà đừng có hòng muốn lướt qua được người chết. Nói cho bà biết, bà với thằng Hai Cú gian díu với nhau, ta dám bạo loạn. Mày im đi. Mày không có quyền hạn gì để nói ở đây. Đón xem Dương Thế Bao La Sầu 19:45 hàng ngày trên SCTV 14 từ ngày 4 tháng 6.